Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có thông báo gửi đến các cơ quan báo chí về việc chính thức miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải. Theo thông cáo báo chí, từ ngày 2 tháng 6, trường đã nhận được nhiều thông tin bao gồm nội dung và hình ảnh phản ánh của dư luận về những phát ngôn của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng của trường. Đến ngày 8 tháng 6, nghệ sĩ Đức Hải đã liên hệ với nhà trường và giải thích nội dung đăng trên Facebook của ông là do con nuôi của nghệ sĩ đưa lên, không liên quan đến nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đức Hải cũng cung cấp những tin nhắn tống tiền gửi đến ông và hiện ông đã nhờ cơ quan chức năng công an vào cuộc xác minh, điều tra, hỗ trợ bảo vệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, trước câu chuyện còn kéo dài và nhiều tình tiết chưa rõ ràng liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường, ban giám hiệu của nhà trường quyết định chính thức miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đối với thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.